Đờ Cát đã làm gì trong ngày cuối cùng ở Điện Biên Phủ? Sáng ngày 7 tháng 5, cứ điểm đồi A1 bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc chiếc chìa khóa then chốt của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã mất. Hầm chỉ huy của Đờ Cát đã nằm gọn trong tầm hỏa lực của ta. Có thể nói lúc này số phận của quân Viễn Chinh Pháp ở Điện Biên đã như cá nằm trên thớt. Vậy theo các bạn, trong cái ngày định mệnh đó Đờ Cát sẽ làm gì? Câu trả lời là trước khi bị bắt, ông ta nghe hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là cuộc điện đàm với tướng Cô Nhi, chỉ huy lực lượng lục quân Bắc Việt Nam ở Hà Nội. Ông ta được cấp trên của mình khuyên là không được phép đầu hàng mà phải tự kết liễu cuộc đời mình khi thất bại ở Điện Biên, và đương nhiên ông ta nghiêm túc nhận mệnh lệnh của cấp trên. Cuộc điện thoại thứ hai là cuộc nói chuyện với vợ của mình, và Đờ Cát hứa là sẽ trở về nhà một cách bình an. Kết cục cuối cùng là mệnh lệnh của nóc nhà vẫn là tối thượng. Ông ta đã đầu hàng Việt Minh vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954.